Nhà hát Opera và Cầu Cảng, hai công trình biểu tượng của thành phố Sydney, Australia, đã đồng loạt tắt đèn để hưởng ứng giờ trái đất. Người đứng đầu Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế tại Australia, đơn vị tổ chức giờ trái đất, Dermot O'Gorman đã nhấn mạnh mục tiêu của sự kiện năm nay là nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và đời sống động vật hoang dã. Từ Australia, chiến dịch giờ trái đất sẽ di chuyển tới châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Theo đó, hưởng ứng giờ trái đất, các chương trình nổi bật sẽ diễn ra tại Tháp Eiffel ở Paris, Pháp, Kim tự tháp của Ai Cập và tòa nhà Empire State tại thành phố New York, Mỹ. Là một sự kiện quốc tế do Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế phát động, giờ trái đất khuyến khích cá nhân và tổ chức tắt đèn trong khoảng 1 giờ đồng hồ từ 20:30 đến 21:30 giờ địa phương trong ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Mục đích của sự kiện này là kêu gọi mọi người tập trung tìm ra những giải pháp để bảo vệ hành tinh và xây dựng một tương lai tươi sáng và bền vững. Bắt đầu từ Sydney năm 2007, chiến dịch giờ trái đất tới nay đã phát triển tới hơn 187 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 7.000 thành phố, kết nối hàng triệu người trên thế giới vì mục tiêu hành động chống biến đổi khí hậu.